xem gì từ 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020 trên LA34. Viêm xoang hàm là một trong những bệnh thường gặp, nhưng nếu không điều trị, có thể dẫn đến các biến chứng như viêm đa xoang, viêm họng, viêm thần kinh thị giác. Viêm xoang hàm có triệu chứng gì? Nguyên nhân do đâu? Quá trình loại bỏ viêm xoang hàm như thế nào để đạt hiệu quả cao? Tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm cung cấp cho quý khán giả nhiều thông tin về viêm xoang hàm. Mời quý vị đón xem Khỏe để sống vui, phát sóng lúc 8 giờ 15 phút thứ ba và 8 giờ 15 phút thứ sáu trên LA34. Răng nguyên nhân thì có thể là chữa tủy hay là đôi khi những cái răng khôn bị nhiễm trùng có thể phải nhổ, thì điều trị răng tận gốc đó xong thì khi đó mới kết hợp qua cái điều trị cái viêm xoang. Chương trình Chuyện lạ bốn phương tuần này mời quý khán giả cùng nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, diễn viên Hà Trí Quang đến với vùng đất Bình Dương khám phá bảo tàng dược học cổ truyền Việt Nam. Bảo tàng dược học cổ truyền Việt Nam Phyto nằm trong quần thể rộng hơn 2.000 m2, lưu giữ và trưng bày hàng ngàn loại thảo dược dân gian cũng như các hiện vật từ trước công nguyên đến đầu thế kỷ thứ 20. Đón xem Chuyện lạ bốn phương lúc 10 giờ 15 thứ ba, 16 giờ 10 thứ năm và 13 giờ 30 thứ bảy trên LA34. Hàng trăm hộ gia đình từ Bắc chí Nam chọn dùng chợ Thủ thuộc xã Hưng Điền A, huyện Chợ Mới, An Giang làm chốn an cư. Không chỉ mang theo văn hóa của làng quê mà còn tạo nên một làng nghề nức tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh, làng mộc chợ Thủ. Sau vụ lúa đông xuân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đầy ắp những ghe rơm đổ về để người dân nơi đây trồng nấm. Với nhiều vụ nấm liên tục trong năm, tạo nên một không khí nhộn nhịp trên khắp các cánh đồng. Mời quý khán giả cùng Việt Nam ngày nay đến với hai làng nghề này, cũng như các làng Đúc Đồng, Phước Kiều và Thổ Cẩm, Khmer, làng Chổi, Bình Thành vào lúc 7 giờ 15 phút và 23 giờ 15 phút hàng ngày trên LA34. Đối với chị không cạnh tranh, chị không đua đòi, nhưng chị phấn đấu cho bản thân chị. Khi bước vào môi trường cạnh tranh khốc liệt với quá nhiều người ưu tú, nên chàng cố gắng để bằng người khác hay là bỏ cuộc tìm lối đi mới dễ dàng hơn cho bản thân? Nếu như bản thân không có năng lực nổi trội thì có thể trở thành người ưu tú hay không? Gì mà chúng ta học hỏi được đó chính là vượt qua giới hạn của bản thân, chứ không phải là đang chạy đua cùng một đối thủ nào. MC Liêu Hà Trinh cùng các nghệ sĩ, diễn viên Vân Trang, Hoàng Rapper, Lâm Quốc Khải, Ngân Quỳnh sẽ phân tích vấn đề này như thế nào. Hãy cùng đón xem Sức sống thanh xuân vào lúc 8 giờ 15 thứ tư, 10 giờ 30 thứ sáu quý vị nhé. Bị đa nhân cách tí xíu, cái gì mình cũng muốn hết, mình cũng muốn phấn đấu, cố gắng, nhưng mình cũng vẫn thích sống một cái cuộc sống nó an bình. Nó tự nhiên, mỗi ngày mình thức dậy mình cảm thấy là mình vui vẻ, thoải mái, vậy là được. Tôi yêu bao con phố quê, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơ. Cuộc tranh tài giữa ca sĩ Xuân Nghi và Jenko trong một gian bếp vui tươi, rộn rã tiếng cười. Bé Thảo My hướng dẫn cách chế biến món sữa bắp nước cốt dừa, một thức uống rất hấp dẫn, đặc biệt dành cho những ai yêu thích hương thơm của bắp cùng vị sữa bèo béo. Còn bé Khánh Như sẽ phối hợp cùng Jenko thực hiện một món chè có phần phức tạp hơn. Đó là chè xoài trân châu lá dứa. Liệu anh chàng sẽ thực hiện thế nào đây? Quý vị yêu thích ẩm thực, đừng bỏ lỡ Đấu trường ẩm thực nhí vào lúc 10 giờ 10 thứ năm, 8 giờ thứ sáu và 16 giờ thứ bảy. Vui tươi, hữu ích, thiết thực. Đừng bỏ lỡ những chương trình trên LA34 đã phát thanh và truyền hình Long An quý vị nhé.